Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft chiến binh thời Trung Cổ. Hôm qua trở về sau một chuyến khám phá bội thu rồi. Tình hình là Netherite trong cái rương của mình đó, nó cũng có khá là nhiều nè. Được tổng cộng là hết là 8 phôi ha. Cũng như là còn 4 cái vụn nữa. Mình sẽ ghép cho nó thành một cái phôi mới luôn. Mở bàn chế tạo lên, làm thêm một cái phôi nữa. Như vậy thì mình đã có được 9 cái phôi Netherite rồi. Còn những cái quặng cổ đại này mình cũng sẽ nung ra luôn, cho nó thành những cái vụn luôn ha. Trong tương lai thì vẫn sẽ chế tạo thành những cái phôi thôi. Mình sẽ cố gắng gom những cái Netherite này để làm những loại Netherite đặc biệt ha. Phụ thuộc vào tính chất của món đồ thì chắc mình sẽ nâng cấp sao cho nó phù hợp. Còn về vấn đề vũ khí thì hôm nay mình muốn ép cho cây Saber của mình thêm một cái dòng giúp mình có thể kiếm được nhiều đồ từ những cái con quái vật hơn. Đó chính là cái dòng nhạc. Mình có tìm được một thanh kiếm có cái dòng nhạc tới là... đâu rồi? Đây. Dòng nhạc cấp độ 6 lận nha. Kiểu này thì farm những cái anh xương đen thì chắc dễ rơi ra những cái đầu lâu lắm đây. Thử nào. Tách ra là hết 8 kinh nghiệm rồi. Hơi đắt đó. Nhưng mà phải đầu tư thôi. Rồi ghép vô cây Saber, tốn thêm 15 kinh nghiệm nữa. Đúng mắt luôn. Nhưng mà đây là một dòng rất là xịn, nên mình cũng sẽ đầu tư luôn ha. Xong. Như vậy thì khi săn những anh xương đen thì tỷ lệ cao là mình sẽ nhặt được thêm rất là nhiều những cái đầu đây. Im á. Và để săn xương đen dễ dàng hơn dưới địa ngục thì chắc mình cần phải làm thêm những lọ thuốc cho phép mình kháng lửa nữa. Tại vì dưới địa ngục rất là dễ bị những cái con quỷ lửa tấn công. Mình sẽ múc một vài lọ nước để làm thuốc thôi. Úi, không múc nước ở đây là được à? What? Lạ vậy. Ồ, múc nước ở dưới biển thì được. Mà múc nước trong cái ô này mình đổ vô thì nó không cho. Lạ thiệt đó. Rồi, chế thuốc thôi nè. Cho vô đây. À, mình còn thiếu bột quỷ lửa nữa. Cho vô. Rồi, giờ thì mình sẽ để vào đấy một cái búa địa ngục trước. Búa địa ngục nè. Cho vô này. Xong. Giờ thì chờ đợi cho nó nấu thành cái lọ thuốc ban đầu thôi. Rồi sau đó mình sẽ cho kem dung nham vô để làm thuốc kháng lửa ha. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ nâng cấp cái ba lô mình lên. Cái ba lô của mình hiện tại là ba lô vàng đó ha. Kho đồ thì nó cũng không có quá nhiều đâu. Mình sẽ nâng cho nó thành ba lô kim cương luôn. Lúc đó thì kho đồ nó sẽ chứa được rất là nhiều đó nha. Nào, nâng cấp lên thôi. Bao bọc bằng kim cương. Và bây giờ thì nó hơi bị to luôn nha. Ngoài kim cương ra thì còn ba lô bằng Netherite nữa cơ. Nhưng mà cái này tốn một phôi lận đó. Chơi lớn không ta? Không biết là có nên chơi lớn một lần không nữa. Hôm nay thì mình sẽ thử khám phá với cái ba lô kim cương này trước đi. Ví dụ mà không đủ sức chứa nữa, mình nâng hẳn lên ba lô kim Netherite sao ha. Giờ thì kim cương mình thấy vẫn rất là tốt đó. Và lọ thuốc kháng lửa 8 phút chuẩn bị nấu xong rồi nè. Nấu xong thì chúng ta cùng nhau lên đường thôi. Hôm nay đi săn xương đen, hy vọng là sẽ sớm mang được thật là nhiều những cái đầu lâu về ha. Ở nhà mình có được mấy cái ta? Ồ, ở nhà mình không có cái nào luôn. Thôi hôm nay đi săn là mong rằng sẽ gặp được nhiều may mắn. Và quan trọng hơn là phải gặp được tòa thành địa ngục nha. Thì mới dễ gặp được những anh xương đen. Rồi, giờ thì đi thôi nào. A few moments later. Hên thiệt sự. Cuối cùng thì mình cũng băng qua được cái cánh rừng Wither rồi. Cánh rừng tối thui luôn à. Kiểu nó hơi rê rợn một xíu á. Đó, cánh rừng đằng kia là cánh rừng Wither ấy. Hơi bị ghê luôn nha. Ở đây còn có những cái hoa mắc ma nữa nè. Trời ơi. Cái vùng gì nhiều mắc ma vậy. Ui, còn có bích. À không, cái này là zom. Ủa, bích linh hả? Mình nhìn tưởng zombie Batman chứ. Tưởng đâu mấy anh ma heo. Mà không phải. Ui, còn có mấy anh ngu ma dương nữa. Này thì ngu ma dương nè. Xin cái sừng. Trời ơi, mình đánh một phát rơi ra 6 cái da luôn. Công nhận là nhạc cấp độ 6 có khác. Đánh một cái rơi ra 6 cái da.
Kiểu này đã nha, đập một phát ra 6 cái đầu anh xương đen thì chắc sướng lắm luôn ấy. Ôi, đằng kia là hình như là một cái basin hay sao vậy? Lần trước mình khám phá basin nhưng mà cái basin đó không cho mình một foil netherite nào luôn. Không biết là cái basin đằng đó nó có cho mình hay không. Và chắc mình sẽ nóc trước một cái lọ thuốc kháng lửa. Mình bơi qua bên kia. Ấy, mình quên mất là mình có thể đi trên mặt nhung nham mà. Trời ơi, mà thôi kệ đi, dùng luôn cái lọ thuốc này để em tự tin khi khám phá hơn trong này ha. Rồi đi vô. Bây giờ mấy con này mình không có ngán đâu. Bây giờ là vô đây mình cân luôn. Cái lớp khiên từ cái cọng dây chuyền của mình á, nó có thể phản đam được rất là tốt á. Rồi, và mình sẽ tập trung vào việc tìm đồ hơn ha. Cái này có lợi quặng gì nữa nè. À, and crystal, lần trước mình cũng có đào một lần rồi. Có thì mình sẽ đào thêm ha. Quan trọng hơn là những cái rương nó sẽ thường nằm ở hướng nào ta? Hướng ở đây thì mình chưa thấy cái rương nào hết. Thử bên đây coi. Vẫn chưa thấy này. Ui. Hung dữ hả? Mấy cái con heo ở đây nó hung dữ quá. Kệ mình nhịn nó xíu đi. Nhịn ăn nhiều. Ui kìa. Cứ cà khịa mình thôi. Đó. Cà khịa đi rồi lọt xuống dưới. Rồi thành heo chính luôn. sung chi mệt thiệt á. Kìa, bên kia có cái đường kìa. Rồi để mình tiêu diệt cái con hút liên này trước đó. Cái con hút liên con á, mình quýnh là nó chạy à, mà nó chạy xong một hồi nó lại quay lại nó quýnh mình, cay thiệt sự. Đúng kiểu đi cà khịa luôn ấy. Rồi mình sẽ có được một cái cái này có thể gắn vô được nè. Tốt, gia tài cấp độ 4. Vũ khí rune mặt trời. Để mình thử mình gắn cái này vô coi. Cái này gắn ấy, gắn vô ô nào cũng được luôn. Không biết cái này có công dụng là gì á. Nè, nó đeo trên cái phần quần của mình nè. Công dụng của nó để coi nào. Cái này nó có thể giảm sát thương từ lửa, khá là tốt đó nha. Ví dụ mà mình không có kháng lửa, khi mà mình bị mấy con quỷ lửa tấn công thì nó sẽ đỡ tốn máu mình hơn á. Cũng tốt. Nói chung thì một món đồ bổ trợ giai đoạn này thì rất là hữu ích đối với mình ha. Có những cái đầu lâu nè. Ui dồi, đầu lâu, có mấy cái đầu lâu tấn công ghê thiệt á. Rồi và như vậy nãy giờ ở hướng bên này thì mình chỉ tìm được đúng hai cái rương thôi, khá là ít. Để bây giờ mình sẽ thử mình đi lên hướng trên cao kìa. Mình thấy trên cao nó vẫn còn đường đi á. Thì ra là ở tận cùng nó mới có đồ. chưa để mình tiêu diệt cái con này, để không hồi nó lên nó cà khịa. Đó, thấy chưa? Mình đánh con trước thì ấn sau nó tấn công mình liền. Kìa. Nó kéo bầy đàn xuống rồi kìa. May là bây giờ mình đã khá là trâu rồi, nên nó hội đồng không có suy nhê mình nữa. Cái này mà lúc đầu là kiểu gì cũng ăn hành thôi. Rồi giờ thì bắt đầu loot đồ nào. Có một cái áo Wither. Ghê á, nó cho mình thêm hút máu nè, cũng như là cộng thêm linh hồn á. Ui, stunning, lại ghi choáng hả? Kiếm mà đánh ghi choáng thì hơi bị bá đạo nha. Rồi chỉ có nhiêu đó thôi. Khám phá tầng thấp nhất rồi, bây giờ thì mình sẽ thử lên tầng cao nhất. Coi liệu rằng trên tầng cao nhất nó sẽ... À đây, tới luôn rồi nè. Ui, nhưng mà quái trên này nó cũng đông nha, chứ không phải ít đâu á. Tranh thủ loot được bao nhiêu thì loot. Được một cái quặng cổ đại. Lại thêm một cái flash, blazing flash nữa nè. Ủng, nón các thứ. Không có nhiều đồ mà. Xịn lắm. Đi ra đi con kia. Rương nhỏ này thì cho mình thêm một cái God Clock. Cái này mình có thể kích hoạt lên luôn á. Một xíu mình sẽ test thử. Một cái áo giáp nữa nè. Ok, kích hoạt thử coi. À, kích hoạt cái này lên mình sẽ có tàn hình. À,
kích hoạt thử nè, tàng hình. Đấy, ui, tàng hình mà vẫn còn cái lớp khiên cũng như không hả? Nói chung thì cái dòng tàng hình này mình chỉ thích hợp để troll bạn bè thôi á. Chưa chiến đấu với mấy cái con này thì nó không hữu dụng lắm đâu. Kiểu như nó có thể nhìn thấy mình được á. Rồi, qua đây để loot tiếp hai cái rương còn lại nè. Bên này thì nó cũng khá hơn được xíu ha. Cho mình được cây cúp chạm hỏng cấp độ 8, căng tay cung các thứ, và một cổng dây chuyền nữa. Ui mà cổng dây chuyền này nhìn quen ta, giống như cổng dây chuyền mình đang dùng vậy. Iran luôn. Để đánh bắt lùi cấp độ 4 nữa nè. Táo vàng, vàng. Vậy thôi à. Đúng không? Đúng là cổng dây chuyền mình đang đeo không? Nó đó. Chính là nó đó. Không lệch đi đâu được. Chơi. Mình đang dọn dẹp đồ. Xuất hiện nguyên con gác kế bên mình luôn. Có nước mắt rơi xuống không? Kìa. Có nước mắt gas. Tốt quá. Lậm luôn á. Xem nào. Nước mắt gas trong đây cũng làm được khá là nhiều loại công thức đó nha. Được quá chứ. Gas cannon nữa cơ. Hay á. Ủa cái gì đây? À, những cái con xương đen này nó tấn công mình. Để mình sẽ săn thêm một vài con gas nữa để mình lấy cái nước mắt ha. Rồi, nhảy qua đây. Xong. Cho nước mắt gas đi. Để xem nào. Rồi, lần này thì không hên rồi. Lần này thì không có nước mắt gas rồi. Nhưng mà không sao. Cái vùng này có vẻ là nơi lý tưởng để mình săn gas rồi. Yeah. mở được cái thành tựu kiểu như là trả lại cái đòn tấn công của nó. Và nó cho mình một cái túi. Nhưng vẫn không có nước mắt. Tiếc vậy. Thử thêm một con nữa coi. Để xem coi có được nước mắt hay không nha. Yeah, lần này thì có nước mắt nè. Như vậy thì mình đã có được đủ 2 giọt nước mắt gas rồi. Đi sang vùng khác thôi. Vùng này cũng thấy ghê quá. Trên mênh mông biển lửa dưới biển mắt ma thì mình phát hiện có một cái ngôi đền ở đây nè. Ngôi đền ở dưới địa ngục luôn ha. Thì vô luôn. Sợ gì. Và đường vào của nó nằm ở phòng vệ phải ở mặt này rồi. Ủa đúng không? Ủa, nó phải có cái đường vào chứ. Mình đi đúng một vòng luôn á. Hình như đường vào nó ngay đây nè. Trời ơi, nó che lại mắt tiêu rồi. Mình phải tự đập ra thì mới đi chui vô được. Nè nữa nè. Xây gì sống nhăn à. Xây vậy chết luôn. Ui hết hồn. Cẩn thận có 7. Có mở ra gì không? Thường thường mình kích hoạt nó sẽ mở ra một cái công tắc ở đây mà. Đập luôn. À nó còn giấu cái lồng spawn trong này nữa. Này thì giấu. Rồi mình được một cái nether eye này. Ngon á nha. Cái những cái con mắt này trong tương lai sẽ rất là cần đối với mình. Sắc bén cấp độ 4 và indestructible luôn. Ngon quá. Mình đang cần những cái dòng giống như vậy á. Indestructible á. Cho cái dụng cụ hoặc là giáp của mình khi mà cường hóa nó thật là trâu ha. Thật là bền. Cái này là gì đây? Sao tự nhiên nó lại có gì bảy ở đây vậy, ghê vậy. Đập ra. Đập ra hết. Không thôi là toan á. Ý rồi mình lỡ đập luôn cái gương rồi. Trời ơi. Đập một cái nó ra cái đống đồ luôn. A few moments later. Hình như phía trước mình không phải là pháo đài địa ngục, nhưng mà nó là một dạng công trình, nó có những cái con quái vật kìa. Có, ôi cái kiến trúc của nó cũng rất là giống pháo đài địa ngục nhá. Để mình chui vô thử. Cái này là làm cái đường chạy của mình. Kìa, nó có những con ác quỷ hai cánh kìa, có 2 sừng luôn, đang canh gác. À mình bắn nó là mình sẽ bị đốt cháy cơ.
Mà hên là bây giờ mình đã có thể kháng được lửa rồi. Ui, nó còn có pho tượng vàng nữa. Cái pho tượng nó sớm sẽ là của mình thôi. Bây giờ để mình coi đường nào vô trong đó đã. Ở nó... Những cái pho tượng này dùng để làm thắp sáng thôi hả? Trời ơi, vàng người ta không có mà dùng. Nó chơi nó lấy vàng nó làm cái tượng để thắp sáng thôi. Dao vậy? Có rương không? Nè, cái chậu của nó cũng làm bằng vàng nè. Ui, mấy thanh niên này rich kid rồi. Mà cái này nó xây đẹp thiệt á. Nhìn ghiền liền. Nè, cung điện nó toàn là vàng không mà. Giàu thiệt sự. Nè, lụm tiếp. Đồ về, đồ về. Chuyến này về là cái chỗ ở của mình nó sẽ lấp lánh bằng vàng đây. Nè, đèn lồng cũng làm bằng vàng luôn. Quá đáng thiệt luôn á. Để mình đi thử về những hướng khác đi. Hướng này có vẻ là không có những cái rương rồi. Những cái nhà giống như vậy là không có rương ha. Bên đây thì nó bị không có đường. Không sao, bên đây thì sẽ đi được nè. Vô trong coi. Đẹp thiệt á chứ. Đi hướng nào trước ta? Hướng này đi. Xây gì đâu mà đẹp dữ vậy. Có nên dọn đồ xuống đây ở luôn không ta? Nè, nó có nguyên một cái khu vực enchant riêng luôn. Giàu có chưa? Nó còn có ghế ngồi nữa nè. Mà tiếc là trong đây nó không có rương. Buồn thiệt á. Còn hướng này lên tầng 2 coi. Có rất là nhiều phòng luôn ha. Ban công các thứ nè. Rồi ai đó giả bộ cho mình cái rương đi. Cái này nó được cái vẻ bề ngoài thôi, chứ đồ nó không có gì hết luôn. Nãy giờ đi mấy căn nhà rồi mà không có nổi một cái rương cơ mà. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha. Đừng để mình nóng. Cái con này thích bắn ngọc xuống dưới đi. Bắn hụt mà cứ bắn à, mắc ghét. Nhưng mà chẳng lẽ cái này nó không có đồ thiệt á. Được cái vẻ bề ngoài thôi. Ai, giờ mới biết được vẻ bề ngoài quan trọng đến vậy sao. Vẻ bề ngoài nó thôi thúc mình vô đây khám phá xong thì không có được cái gì hết. Cay thật á chứ. Đây có những cái lò nung mà không biết nó nung có xịn hơn hay không nữa. Cái này thì có thể chế tạo được. Buồn ghê á. Cứ tưởng là vô đây là mình giàu to rồi. Nhưng không, nó bịp mình rồi. Lỡ đi vô rồi đi cho hết luôn chứ biết sao giờ. Đây còn một đường nữa nè. Lên tầng cao nhất luôn. Rồi luôn. Lụm luôn. Wow rồi đó. Vô đây vơ được vài cái tượng này thôi à. Mà cái tượng này là hàng limited nha. Không có chế tạo được. Cũng ok. Coi như vô đây kiếm ít đồ về trang trí cái nơi ở của mình đi. Nó nè. Lụm luôn. Cái tội ha. Xây cho đẹp mà không có để đồ vô hả. Lụm hết cho các ngươi ha. Mắc hết mấy cái tượng vàng luôn. Vừa cái bụng mình lắm. Thôi đi chỗ khác đi. Cái này nó bịp á. Lần sau mà gặp như vậy nó thôi luôn á. Chịu. Ơi, con gì á? Bon serpent. Ui, thường thường ở ngoài biển á thì mình gặp những cái con rồng biển đúng không? Bây giờ mình gặp những cái con rồng xương nhung nham. Rồng xương nhung nham nè. Rồi nó chết rồi. Nó bằng xương không mà nên nó khá là yếu ha. Một nhát chém của mình thôi là nó đi mất tiêu rồi. Phía đằng kia nó còn có một cái giếng gì nữa cơ. Để mình qua đấy mình kiểm tra thử. Hy vọng là cái giếng này. À, cái giếng này nó có đường xuống. Nhưng mà cần phải có gì đó che lại cái chỗ này thì may ra nó mới ngừng chảy nhung nham được. Rồi nó có dấu đồ dưới không?
Không có gì hết. Ok. Trời ơi, cái giếng này để làm kiểu à. Chứ nó không có, nó không có dấu đồ như mình nghĩ rồi. Trời đất ơi, cú lừa nhiều quá vậy. Nãy giờ đi là gặp hai cú lừa rồi đó. Lần trước mình muốn khám phá một cái kim tự tháp nguyên vẹn ở dưới địa ngục nhưng mà thất bại rồi. Lần này thì có một cái kim tự tháp gần mình nè. Mình sẽ vô để mình tự khám phá, để không thôi là bị mấy anh kia phá hư hết. Đó, kinh nghiệm bị nổ mấy lần rồi nên mình sẽ đập hết bơm ở phía dưới cho an toàn. Và mở thôi. Đồ nó vẫn cho là đồ bình thường à. Nhưng mà nó có dòng sắt bén 4 thì cũng tốt nè. Chậm hỏng. Wow, cái này nó có heal steel luôn nè. Lượm luôn. Và phía trên kim tự tháp thì còn có một cái, cái mụ. Ui ui ui, hình như đó là Medusa thì phải. À mà Medusa này thì không hóa đá ha. Này thì Medusa nè. Gơi ra máu luôn. Cái máu này thì nó kiểu hên xui ha. Mình sẽ có 50% là hồi phục, hoặc là 50% là sẽ trúng độc. Đúng kiểu thử nhân phẩm luôn á. Mình sẽ liều thử coi. Đấy, nhân phẩm mình hết nè, mình được hồi máu nè. Ngờ ngờ. Tưởng đâu trúng độc là tới công chuyện luôn á. Ê, hình như, hình như mình gặp được pháo đài địa ngục rồi. Yay. Cuối cùng thì cũng gặp được pháo đài địa ngục. Mèn đét ơi, mình sẽ dùng tạm cái cúp chậm hỏng này đi. Tại vì cái cúp hiệu suất chính của mình nó gần hơn mất tiêu à. Mình còn mang về nhà để có gì mình tách dòng cường hóa nữa. Dùng tạm cái cúp kim cương này để đi lên trên đi ha. Đây đây đây, mình đã chính thức đi vào pháo đài địa ngục rồi. Ở trong đây thì hơi đáng sợ một xíu thôi, nhưng mà với lượng giáp hiện tại của mình thì mình khá là tự tin ha. Không sao đâu. Giờ thì tìm rương trước đã. Để coi coi những cái hướng này nó có rương hay không. Một hướng không có rương rồi nè. Thử đi qua bên đây. Mấy cái ngã tư thì nó sẽ ưa có những cái anh xương đen lắm. Để xem coi lần này. Nè 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 nè. Mới nói. Không có. Không có đầu xương đen à. Một cái mắt. Nether eye tiếp. Một cái nhẫn, wow. Lần đầu mình có cái nhẫn luôn. Để mình thử xem coi cái nhẫn này nó sẽ cho mình. À, tức là mình có cái nhẫn này, mình giống như là mình là đồng minh của những con Bitlin á, nó sẽ không có đánh mình nữa. À, cũng tốt. Làm bạn với mấy con Bitlin thì sẽ có lợi thế cho mình hơn. Ok, mình sẽ đeo vô để có gì Bitlin không cà khịa mình nữa. Đây rồi. Cuối cùng. Cuối cùng mình cũng nhận được một cái đầu xương đen đầu tiên rồi. Quá đã luôn. Công dụng của cái dòng nhạc sáo đã được phát huy rồi ha. À con quỷ lửa này cà khịa. Thôi kệ đi, cho nó cà khịa mình đi. Mình nhận nó xíu để mình tiếp tục cái hành trình đi săn đầu xương đen của mình mới được. Có được cái mở hàng cũng tương đối ok rồi đó. Về nhà, công việc đầu tiên của mình là treo mấy cái này lên. Đây rồi. Đây rồi, quý sợ tộc đây rồi. Ở dưới này mình cũng phải đặt vài cái nữa. Ngay cổng địa ngục một cái. Hai cái luôn đi. Đó. Nhìn có ra gì chưa. Quý sợ tộc, quý sợ tộc. Ngoài ra thì mình còn có khá là nhiều những cái món đồ cần hóa xịn nè. Chắc từ từ mình sẽ dọn nó lại sau á. Kinh nghiệm thì mình chỉ còn có 17 cấp thôi. Không biết là có đủ để tách ra không nữa. Mình sẽ thử lấy cái cây cấp ra. Một quyển sách ra. Hy vọng là đủ. Trời ơi, 17 cấp tách phát còn 11. Còn 6 cấp à. Tốn hết 11 cấp rồi. Ghép vô thì sao? Ui, tốn 9 cấp lận. 9 cấp vậy là mình cần thêm 3 cấp nữa ta. 3 cấp nữa. Cái này chắc một xíu đi farm zombie thôi là đủ rồi. Để bây giờ mình gom mấy cái đồ mà hôm bữa mình khám phá ở bên thế giới Atom á. Mình chưa có rửa nó hay sao nè, nên đồ của nó bị dơ á. Đó, mình dục vô nướng cái. Đây cái nó. À khoan.
dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa? Ủa sao nó mất tiêu luôn rồi? Wait a minute. Chưa. Có gì đó sai sai đây. Ủa mình nhúng vô nước mình rửa cái đồ dơ nó mất tiêu luôn rồi. Kỳ vậy? Mình thử mình dục xuống biển coi. Nè, dục xuống biển thì được. Trời ơi, hồi nãy dục vô cái ô kia nó mất tiêu luôn. Nè, bể nữa nè. Hay là nó có tỷ lệ ta? Cái idol này hồi nãy mình dục vô là nó sạch liền. Cái này có đeo vô được không? Vanity idol, mình coi mình nhét vô ô nào vậy? Chưa, nữa mình coi mình lụm vô mình gắn vô kho đồ mình được không? Nè, nó có cái slot nè, gắn vô được luôn nha. Bây giờ trên người mình gắn quá trời trang sức luôn rồi đó. Cháy rừng, thôi. Nhưng mà nó không cháy qua mấy cây khác hả? Vậy thôi, khỏi dập cho đó, dập chỗ này là được rồi. Tại vì mỗi lần vô mấy cái cánh rừng tay ga bự á, thì rất là dễ gặp những cái hồ nhung nham giống như vậy á. Nó là nguyên nhân chính gây ra mấy cái vụ cháy rừng to đùng á. Hên là nó không có cháy lan ra. Tại vì cháy rừng thấy vậy thôi chứ nó dễ, rất là dễ gây lắc máy luôn. Và bên này thì mình còn gặp được một cái công trình gì đó mà có vẻ như nó đã bị bỏ hoang hay sao rồi. Mạng nhện nó đóng tùm lum rồi cơ. Ui giời ơi, hết chuyện luôn. Cái cổng ở đây nó khóa mà nó ở đây nó mở một lối đi to đùng. Không hiểu kiểu gì á. Thì cái tên. Và theo như mấy lần trước thì mình đào chỗ này ra. Ồ, chính xác luôn. À, phía dưới này nó sẽ ưa giấu những cái rương ha. Ngon. Pack up show cấp độ 5. Lụm. Cái dòng cường hóa nó có màu tím tím như vậy thì mình nghĩ nó sẽ là xịn đó. Rồi, lụm luôn. Bên đây thì sao? Có xương không à? Đầu lâu. À, cái đường này thì có thức ăn nè. Anvil. Water protection. Lụm luôn. Quá là nhiều rương. Tiếp tục là sắt nè. Giáp. Lại là water protection. Khá là nhiều cái quyển water protection mà hôm qua nay mình nhặt được luôn á. Occurs aversion gì nè. Sao nó có rất là nhiều dạng cường hóa khác nhau á nha. Ngày nào mình cũng lượm. Ui, có cả cái đầu của con zombie luôn này. Qua đây. Ý, cẩn thận những cái bông. Eo. Có bộ xương canh gác dưới cửa luôn hả? Ghê vậy. Thôi, không nên đụng vô nó đâu. Ui, xương đen. Xương đen. Cho xin cái đầu. Không có rồi. Tiếc vậy, nó chỉ có những cái khúc xương gãy thôi. À, nó có một cái ủng kim cương nè. Được rồi nha. Lượm ủng kim cương luôn. Cuốn sách gì đây? Test butter, lượm. Quặng sắt thì mình sẽ không cần lượm lắm đâu. Ê, nhưng mà giờ mình mới để ý là nó treo hẳn một cái đầu xương đen ngay đây luôn nè. Ui, đâu ra vậy? Tại vì cái đậu xương đen đen quá. Bởi vì suýt nữa thì bỏ lỡ mất tiêu rồi. Mấy cái chậu này đập ra cũng được rất là nhiều xương đó nha. Coi còn cái chậu nào ở đây không? Hết chậu rồi. Biết đâu đập ra cái nó có được cái. Nữa. Hình như có cái lòng spawn của anh xương đen ở đây hay sao á. Nè, farm được luôn. Farm được thêm một cái đậu xương đen nữa. Vậy là tổng cộng mình có được 3 cái đậu xương đen rồi. Ngon thật sự luôn á, vừa đủ chỉ tiêu của mình trong ngày hôm nay rồi đó nha. Quá là tốt. Rồi, giờ thì mình sẽ đi tiếp vô một cái căn nhà nữa. Tại vì đây nó còn một cái căn nhà nữa nè. Lỡ khám phá rồi, khám phá cho nó hết luôn ha. Vô đây. Có được vàng pha thuốc. Một cái đầu xương. Ủa, đầu zombie. Ủa, cái này có nguyên một chùm đầu xương đen luôn nè. Ngon. Lại bị dụ rồi. Thiệt cái tên.
sao lắm cái mà nó dụ mình vậy ta? Mèn đét ơi. Ở phía dưới này nó vẫn còn một chỗ nữa nè. Chỗ này đặc biệt hơn nữa. Nó có những cái quặng thôi hả? Nè có rương nữa nè. À và cái chỗ này thì cho mình đồ vàng các thứ nè. Còn có cả một cái vật tổ trường sinh luôn. Em. Cuối cùng thì cũng có được cái món đồ giá trị rồi. Vật tổ trường sinh mình có thể gắn vô đây để cho nó kiểu như là cho mình cơ hội làm lại ha. Có mình một cái mạng thế gì đó. Dùng mấy cái kinh nghiệm này luôn nè. Mark Wender không cần. Thôi chắc bây giờ thì mình đành phải đi tiếp thôi. Chỗ này sơ sơ qua thì nó cũng có được một vài cái món đồ hữu ích đối với mình ha. Cũng tốt. Gì đây? Cái mèo rừng này biết yêu hay sao rồi? Khi mới biết yêu em bắn tim cho thiệt nhiều. Mà thôi lo tìm bạn gái đi. Bắn tim ở đây, bắn tim với anh làm gì? Đi tìm mấy bạn heo gần cái đi. Bó tay luôn á. Rồi bên đây là... À những cây nấm hả? Mình cứ tưởng là cái làng nấm chứ. Thôi trời cũng gần tối rồi. Mình sắp xếp đồ đạc rồi các thứ. Một xíu mình đánh một giấc để tiếp tục cái chặng khám phá bữa nay ha. Có vẻ là mình khá là may mắn khi mà khám phá trên mặt đất rồi đó. Lặn lội một hồi lâu thì mình gặp được một cái cánh rừng nhiệt đới kìa. Trời ơi. Còn có sư tử các thứ. Ủa cọp chứ. Mà nói chung cọp trong đây cũng khá là thân thiện ha. Có vẻ là biết chuyện đó. Gặp mình không có cà khịa là tốt. Bên đây thì còn có một cái gọi là ngôi nhà trên cây thì phải. Đúng rồi. Đây là một cái ngôi nhà trên cây nha. Xịn vậy ta. Ý tưởng tốt đấy. Đường lên cũng rất là sáng tạo nè. Kết hợp giữa cầu thang với dây leo để trèo lên cho nó đẹp ha. Rồi luôn trên đây còn có bác chân làng. Bác này tên là Theodore. Đọc theo tiếng Việt là Theodore. Hết đường lên rồi hả? À đây còn đường lên nè. Để coi bác này có cất giấu kho báu gì không. Thường thường mấy bác sống ẩn này ưa giấu đồ lắm. Đây rồi, thấy chưa? Giấu chơi mà giấu vàng. Giấu hả? Giấu dễ gì mà khỏi mình được. Ở phía dưới chân mình có hẳn một cái ngôi đền luôn nè. Ngôi đền hay là một cái kim tự tháp gì đó. Ê! Ui! Thì ra bác này nuôi rắn. Mẹn đất ơi. Bác chân làng nuôi nguyên con rắn to đùng dưới này nè. Con rắn này tên là Python. Trời. Bác này nuôi rắn dữ không à. Mình mặn thịt con rắn của bác ấy luôn. Chơi mà chơi nuôi rắn độc. Sợ thiệt. Và con rắn này nó sẽ cho mình những cái da ha. Và da có thể dùng để làm những cái da xịn hơn. Làm được cây gậy hồi phục nè. Và một phần da khác thì có thể làm được giáp ha. Giáp độc luôn. Ồ tốt đấy. Và còn rương thì sao? Rương có một chút vàng. Cũng được. Ui nhưng mà lần sau phải cẩn thận hơn đối với những cái bác dân làng mà sống ẩn giật như vậy. Hết chuyện nuôi rắn à. Nuôi rắn độc nó mới ép. Hên là mình mạnh, mình đánh bại nó sớm. Chứ không thôi là nhiều khi nó cắn mình trúng độc chích queo ấy. Không có giỡn được. Đi vô rừng này rất là dễ bị lạc á nha. Và có một điều bất lợi ở trong cánh rừng. Anh ở đây luôn nè. Mình gặp được rồi. Amphidea. Cái em này nè. Đó. Mình bắn yếu xong là mình có thể thu phục được á. Nhưng mà mình không có mang theo cái yên cưỡi bây giờ rồi. Cũng hơi khó. Ui. À, cây ăn thịt người. Cây ăn thịt người đâu rồi? Cây ăn thịt. Ủa nó núp ở đâu ấy? Này thì cây ăn thịt người nè. Nữa nè. Cây ăn thịt người. Này thì ăn thịt người hả? Ồ. Và nó có một cái ngôi đền dưới đây nè. Cùng nhau khám phá nào. Trời đã tối mất tiêu rồi. Có khối vàng luôn. Nhưng mà để đảm bảo an toàn hơn thì mình sẽ đập trước. Biết đâu nó kích hoạt trái bơm thì sao. À cái này kích hoạt. Tạo ra một em gấu panda. Wow.
Dễ thương vậy. Trời ơi, đây là ngôi đền cất giấu một em gấu panda ha. Thôi, ngủ tiếp một giấc nữa thôi nè. Nè, gấu panda đang nhào lộn cả. Dễ thương ghê vậy. Nè, ăn đi. Cho ăn tre ha. Những em gấu panda này rất thích ăn luôn á. Mình giục mấy cái thanh tre xuống là một hồi ăn hết trơn luôn à. Dễ thương chưa? Lâu lâu vô những cái rừng này khám phá cũng rất là thú vị ha. Lại thêm một cái nhà trên cây nữa cơ. Để coi bác dân làng này có nuôi rắn độc nữa không. Nghi lắm. Mấy cái bác này chuyên gia, đã sống trong rừng trong rú rồi còn nuôi thêm rắn độc nữa. Ờ bác này được nè. Bác này không có nuôi rắn độc là được. Nói chung thì sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì ngôi nhà của mình đã được trang trí bằng những cái bức tượng bằng vàng á. Nhìn rất là quý sở tộc luôn. Và kho đồ của mình thì cũng đầy ắp những cái món đồ mới nè. À, có khá là nhiều những cái món cùng hóa tốt. Cũng như là mình phát hiện ra những bác dân làng hoàn toàn có thể nuôi rắn độc nha. Hơi bị nguy hiểm luôn. Và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng nâng cấp thêm vũ khí nè. Và cường hóa thêm cây cúp. Tại vì cây cúp hiệu suất cấp độ 9 á, nó đã hỏng mất tiêu rồi. Nên mình cần phải nhanh chóng ghép nó vào một trong những cái dụng cụ để mình có thể đập làm spawn nhanh hơn á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.